Người quay lại với game tổng hợp của mình đây. Ở đây thì sẽ nào đó, mình nghĩ là đây rồi, mình sẽ múc tuyết lên ô tô nhá. Cái này múc hay cậu nhỉ? Cậu rồi. Ở đây nó có, sao không có mấy cậu ta? Cái này à? Ô các bạn ơi, cái không ổn định rồi. Nhưng lên này, nhưng làm gì ta? Nó phải có một cái múc gầu múc ở đây chứ. Đây. Không phải gầu này, không phải gầu này mọi người ạ. Mình phải đổi lại. Không phải gầu này rồi. Cái này là phải dùng múc chứ không phải dùng cái này đâu. Mình đoán vậy có đúng không biết. Có vẻ như rồi. Nhưng mà cái này này các bạn à, cái này thì nó lại không có cái gì để điều khiển. Để điều khiển cái gầu được. À, tài tình thế nhờ. Nó mất khá thời gian của mình luôn. Thôi trốn đi chơi đi. Đánh nhồ, đánh ấy luôn, đánh xe tải luôn. Không có cái gầu thì làm sao mà làm việc được? Làm sao mà làm việc được? Máy xúc cần cẩu quánh nhau, máy xúc cần cẩu giận nhau, không thèm chơi với nhau nữa rồi. Dạ, anh này anh bực mình rồi, các bạn thấy chưa? Anh này anh bực mình chưa? Bực mình rồi. À, kinh chưa, anh giận, anh bực mình, anh ghê thật. Anh bực mình rồi. Ok, và video của chúng ta đã bị game over rồi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Video này thì mình lấy máy xúc cần cẩu nhỏ chạy vòng quanh để giải trí một tí thôi. Hẹn các bạn vào những buổi tối hàng ngày nhé. À, 7:30, 19:30 buổi tối hàng ngày đón xem video.